Trâm Anh ơi, chị về hồi nào? Dạ, anh chào chị. Quá chờ camera đúng không chị? Lần đầu tiên ở đây gặp chị bên ngoài. Em nghe rất là lâu rồi. Nghe là chị tặng quà cho anh em rất là nhiều. Mà lần đầu tiên mới gặp được chị bên ngoài. Tụi em thay mặt anh em ở đây cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn tụi em. Bữa nay nói hay quá. Chị Trâm Anh ở Mỹ nha mọi người. Thì em cũng không biết chị Trâm Anh là ai. Chị hỏi lại là chị mới biết chị Trâm Anh. Mà em cũng biết là ai. Ai là sống thành đô mà có gì có thành đô thì bên kia à, chị Trâm Anh đang quan tâm tới nhịp sống thành đô cả nhà, quan tâm tới người con gái hả? Người con xinh gái nhỏ nhỏ xinh xinh. Sao không hỏi tên em chị? Em bớt. Vậy sao chị không hỏi tên em mà sao chị hỏi gì? Điều này phải nói là tình vui nha cả nhà. Tình vui. Hỏi là tại vì mi cũng muốn gặp nữa. Thấy trực tiếp thì nhiều ghê quá. À dạ. Thấy không biết là gì với bé Lan mà toàn thấy là trực tiếp thì nhiều mà bạn gì cho bé Lan mà. Sao chị không hỏi tên em? Chị hỏi người đó hả? Là chị em thích người đó đúng không? Trời ơi, này quá chị em anh bức xúc ha. Khi mà một bạn bạn gái trực tiếp cùng yêu quá nha. Mình nói đây lát nữa thì chửi hay không? Nhưng mà lỡ nói rồi thấp cái tay như vậy, anh liền nó bay, ủa thấy luôn hả? Đây, quá trời đông người yêu thương chị Trâm với mọi người. Chị Trâm này em không biết ở đâu, ở Mỹ về, yêu thương Hồng Lo, về đây chị ghé Hồng Lo nè mọi người. Có chỗ để đi xe. Quay xong em đi vào già luôn. Đây chuẩn bị có một cái này. Chị Lon đã ra. Một nàng công chúa. À, đó. Đây, em đạt rất là chú đáo nha. Lấy em thấp quay xuống rồi cho quay cao quay xuống đèn cho chú Lon. Mở đèn đi đạt thôi. Đạt cho mình nhé đạt. Ờ, chị Trâm Anh nè cả nhà. Mở đèn cho sáng luôn ơi. Chị Lon rất là chủ đạo nha. Trời ơi, sáng quá trời. Cảm ơn. Quá sáng có đèn rồi. Sáng đèn rồi. Nhớ đi coi mình sáng đèn nha mọi người. Có rồi chị, có hai lần rồi. Có rồi, lâu rồi, nhiều rồi. Rồi chạy qua kia, chạy qua kia. Lẹ đi, chị qua kia coi. Qua kia coi. Đây còn đây là bốn. Đây là Hồng Loan. Đây. Trời ơi. Ông to quá rồi. Lấy thịt đè người hả? À, đây là mọi người. Đó. Ghét không? Mặn màu mà. Đi chích ra đây xíu đi. Mặn ma trắng rồi mà mặn màu hồng luôn. Bữa nay vui không? Đi chích ra đây xíu đi. Bữa nay vui không? Mặt mà tươi rồi. Có chị Trâm Anh về đúng không? Chị Dung. Hả? Trên chị đưa cái khỏi xác con người chị không vậy? Ba sáu. Xác con người trên đêm sao nó bay nữa. Con người chị á. Anh vậy hả? Rồi chị đi lên lầu luôn rồi, chị đứng bao lâu cho tụi em xíu đi chị Trâm Anh. Mới về cho tụi em nhìn chị chút xíu đi. Quá. Cái gì đó mình cứ được đưa cái này cái trường hợp cà phê cốt đồng hành của mình với mọi người.
bé buồn. Dạ em cảm ơn chị Trâm Anh. Dạ cảm ơn chị Trâm Anh. Cảm ơn chị nhiều nha. Chị Trâm Anh. Chúc ứng dụng tay cho buồn. Dạ cảm ơn chị. Gặp được đây cho buồn nè. Dạ cảm ơn chị Trâm Anh. Cảm ơn chị cho. Còn ai nữa không? Khang. Khang nữa. Khang. Dạ cảm ơn chị. Tài không chị? Thôi thôi tài. Nắng xuân nữa gì chị? Rồi, tài tặng cái bọc trong đó. Dạ, em cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Em cảm ơn chị Trâm Anh nha. Nói chung là phụ rất là nhiều nhá. Dạ, anh chị em yêu thứ ba, bụng muốn mở, mở lại, mình mời lại mọi người. Dạ, cảm ơn chị. Nhiều. Mình có mời chị, nếu có phía top thứ hai thì ok. Dạ. Wow. Nóng con thêm khá nữa. Rồi đại diện tất cả anh em cảm ơn chị Trâm Anh nha. Cảm ơn chị Trâm Anh nha. Buôn kìa. Chị Trâm Anh là mẹ nuôi của Buôn. Chị Trâm Anh là mẹ nuôi của Buôn, của Hoa Bé Biêu nữa. Con mặc đâu nó đó. Này còn hai của em nha, để cho em, để cho chim. Ờ, không lấy.
Cô buồn. Bánh cuốn mình về chưa món? Bánh cuốn mình về chưa?
ơi, ở trong chưa chứ chưa có được. Nó rồi. Mẫu này nó ngon chứ. Cái bánh cái này lên cho. Tôi không biết không mày cá chờ tôi về nhà tao tôi thấy là tao còn 4 1 tiếng ở nhà luôn á. Mẹ tôi muốn không kịp của mày. Mẹ tao nói được, bé mày mua gì nhiều mày cưới cho tôi muốn không kịp luôn. Tao cứ đâu có nhớ đâu, cứ đặt mày liên tục tao đâu có nhớ đâu. Rồi đi lên.